Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vui mừng khi câu lạc bộ Thành Hồ Chí Minh thắng đậm câu lạc bộ Đà Nẵng và bất ngờ nhắc đến tiền vệ Việt Kiều Lý Nguyễn trong trận đấu thuộc vòng 10. V-League năm 2023 diễn ra trên sân Thống Nhất vào tối ngày 31 tháng 5, câu lạc bộ Thành Hồ Chí Minh đã bất ngờ giành chiến thắng đậm trước câu lạc bộ Đà Nẵng với tỷ số 5-1. 3 điểm trọn vẹn trước đội bóng sông Hàn giúp cho chiến hạm đỏ phần nào cứu vãn được tình thế trong cuộc đua trụ hạng. Mansaray và Hoàng Vũ Samson ghi cú đúp giúp câu lạc bộ Thành Hồ Chí Minh thắng ấn tượng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ, trước trận đấu, tôi khá lo lắng vì trung vệ ngoại bị treo giò. Tuy nhiên, đội chúng tôi đã đá rình rập, kiên trì và sau khi có hai bàn thì thoải mái hơn. Lâu rồi chúng tôi mới có trận đấu xuất thần như vậy, câu lạc bộ Đà Nẵng là đội bóng mạnh. Trên thực tế, chúng tôi đang cố gắng giữ vị trí trong top 6 đội trụ hạng, nên 8 trận đấu còn lại đều là chung kết. Chúng tôi cần tìm một trung vệ mới, phải củng cố hàng tiền vệ trong bối cảnh khó khăn. Giờ đội đã thoải mái tâm lý hơn, hướng tới trận sân khách tiếp theo gặp Sông Lam Nghệ An chúng tôi sẽ kiếm từng điểm một. Ở đầu mùa, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng nhắc đến Lý Nguyễn và cho biết tiền vệ Việt Kiều sẽ sẵn sàng trở lại để giúp câu lạc bộ Thành Hồ Chí Minh. Sau chiến thắng đậm trước câu lạc bộ Đà Nẵng, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn bất ngờ đề cập về việc này, Lý Nguyễn là cột để dành của chúng tôi. Như tôi từng trao đổi, trong trường hợp đội bóng gặp khó khăn, nguy cấp nhất, cậu ấy sẵn sàng quay lại. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phần nào giải tỏa được áp lực. Sau trận thắng tưng bừng trước đội bóng sông Hàn, câu lạc bộ Thành Hồ Chí Minh tạm xếp thứ 12 với 7 điểm. Ở trận tới, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ chạm trán Sông Lam Nghệ An vào chiều ngày 6 tháng 6. Trong khi đó, đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm sau 10 trận. Ở vòng 11, đội bóng sông Hàn sẽ gặp câu lạc bộ Bình Dương vào ngày 5 tháng 6.